Lạy Chúa Giêsu, xin Thầy thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đáng lại, xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà giáo lý này, để khi chúng con đến gặp gỡ học tập nơi nhà này, chúng con cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa nhà này, chúng con vui mừng có Chúa là bạn đồng hành và được người giúp chúng con sống yêu thương phục vụ. Và khi trở lại nhà này, chúng con được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày chúng con được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho chúng con. Chúa là đấng hằng sống và hiện diện muôn đời. Thank you.
Thank you.
Xin phúc lành Thiên Chúa của Thiên Chúa và